Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày đầu tuần, ngày thứ 2 của tuần 17 thường niên. Đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe kể cho chúng ta về một dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã nói về mầu nhiệm nước trời. Mầu nhiệm nước trời giống như một hạt cải nhỏ bé nhất trong các hạt khác. Nhưng khi mà gieo trong ruộng mình và lớn lên thì nó sẽ trở thành một cây cao bóng cả, đến nỗi chim trời có thể đến để trú ẩn dưới bóng của nó. Khi nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện Cuvadis, một tác phẩm rất nổi tiếng về giai thoại lịch sử thời kỳ đầu của Kitô giáo. Câu chuyện được kể tóm như thế này: vào lúc mà cuối đời, khi thánh Phêrô bị điều ra trước hoàng đế Nero, thì hoàng đế Nero, ông ngồi trên ngai vàng, ông nhìn Phêrô và ông cười khẩy. Ông nói rằng giáo hội của ngươi chưa thế ư? Nhỏ bé và tàn tạ như ngươi như vậy ư? Ngươi hãy nhìn vào ta đây. Vương quốc này là của ta, mặt đất và thế giới này là của ta, còn ngươi thì có cái gì? Và sau đó thì chúng ta đã biết Phêrô phải chịu mang đi tự hình, và ngài đã được phúc tự đặt. Nhưng rồi chúng ta thấy làm sao? Qua dòng lịch sử, triều đại Nero cũng không còn, và tất cả những triều đại trên thế giới này, dù dài hay ngắn, tất cả đều cũng qua đi. Nero bây giờ ở đâu? Vương quốc của ông bây giờ ở đâu? Nhưng giáo hội của chúng ta vẫn còn trường tồn, vẫn lớn mạnh, và như lời Chúa Giêsu đã đoan hứa, cho đến ngày tận thế, giáo hội vẫn hiện diện trên mặt đất này. Và khi nghĩ đến điều đó thì chúng ta càng thấy được rằng mầu nhiệm nước trời không phải là cái gì đó là hùng tráng theo kiểu của thế gian, nhưng âm thầm nhỏ bé và khiêm tốn như một hạt giống mà có lần Chúa Giêsu đã ví phải bị chôn vùi dưới lòng đất, phải chịu mục nát và chết đi để trổ sinh những bông hạt mới. Và đó là mầu nhiệm nước trời. Rồi Chúa Giêsu lại lý tiếp mầu nhiệm nước trời giống như một cái nhúm men rất nhỏ bé, nhưng khi vùi trong đống bột thì cả một đống bột đã dậy men. Nước trời có một cái sức lan tỏa của nó, và cái sức lan tỏa ấy làm cho những người xung quanh được hấp thụ men của tin mừng, hương vị của tin mừng. Và đó là một thách đố cho chúng ta. Một mặt chúng ta cần phải cậy trông tín thác và quyền năng của Thiên Chúa, đừng tuyệt vọng khi thấy sự dữ vẫn đang còn thống trị, thấy giáo hội vẫn còn chịu bắt hại, bị khủng bố này kia. Nhưng chúng ta hãy tin tưởng mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa. Nước trời lớn lên trong sự khiêm tốn và âm thầm của nó, và không có sức mạnh nào của thế gian có thể ngăn cản sự lớn mạnh của mầu nhiệm nước trời. Chúng ta tin tưởng vào điều đó nhiều hơn. Và hôm nay cũng là ngày kính thánh Ignacio Loyola, đứng sáng lập dòng tên. Ngài cũng được ví như là một hạt cải, một hạt giống được vùi chôn xuống để lớn lên thành một cái dòng tên lớn mạnh như ngày hôm nay. Chúng ta biết lược sự của Ngài chỉ là một người binh lính, Ngài theo đuổi binh nghiệp, nhưng rồi Chúa muốn Ngài
tận hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa để trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô. Và từ một con người Ignacio Loyola đấy, học hành thì trễ hơn tất cả những bạn đồng nghiệp, đồng bạn khác. Nhưng rồi Chúa dùng con người đó để làm cho giáo hội của Ngài lớn lên như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và đó là điều mà chúng ta càng tin tưởng. Và hôm nay chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các tu sĩ của dòng tên tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo hội, phục vụ con người như ơn gọi đặc sủng mà Thánh Ignacio Loyola đã sáng lập.